Con vali rồi, vali chuẩn bị vật chưa con nào chưa? Rồi, chị chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Rồi, con xách cái này xuống dưới xe đi. Rồi đi nào, đừng gì đấy. Nào. Lấy cái vali đi xuống đi con. Con lấy mẹ cái vali đi xuống. Nào, đi đấy. Thank you.
everyone. My idea. Về nhà nhé. Con ngồi trong đây. Hello everyone. Hôm nay thì gia đình đi thời gian vừa rồi thì đi nhà suốt vừa điều trị bệnh đấy. Bố hôm nay cho đi camping. Đi camping cách nhà khoảng tầm 100 km thôi. 100 cây. Cho nên là nay muốn gia đình sẽ tổ chức đi thì hiện tại cũng đã chuẩn bị rất là đầy đủ đồ đạc rồi. Ở đây chỉ còn mang đường trải xuống là tiến hành đi thôi. Mỗi đi đây là quần áo. Hai đồng đi đi cái này xuống ba đi. Mấy cái đèn xuống đi. Đi tìm gì? Đúng.
Rồi. Đi trên xe rồi, để ba đóng cửa nào. Con này bà đi.